thì thời tiết ở Cà Mau thì trong lúc này là chưa được tốt, là trời mưa rất to, thì đoàn chúng anh là 80 người nhưng đang chuẩn bị rất là hưng phấn. Dù cho thời tiết có thế nào thì tụi anh vẫn chinh phục hoàn thành là cái chặng đường của chi nhánh Cần Thơ đang là trong hành trình xây dựng. Khác các chi nhánh khác đã ảnh hưởng không khí nắng rất là nhiều. Anh nghĩ là đây là cũng lợi thế của Cần Thơ. Thì dân miền Tây thì trời mưa là trời nắng là thất thường rất là quen, nhưng trời mưa thì anh nghĩ là ảnh hưởng là cũng đôi chút ít về những bạn nữ. Cho anh nghĩ bạn nam là hoàn thành rất tốt. Lúc mà em chuẩn bị gần chạy em cũng lo, em nói là chắc thấy ngoài kia người ta cũng nắng mưa, còn biết tới mình chạy thì như thế nào. Thì thấy hôm nay mà trời mưa thì thấy cũng đỡ cực cho anh em mình. Trong người tay chân nó nếu như là mình muốn chạy gì đó, nó rung nó làm sao đâu, cảm giác nó khó tả lắm. Tại vì trước giờ chưa bao giờ đi được một cái chặng đường cùng anh em từ ngoài Hà Nội vào, ngoài Bắc vào. Sáng em cũng tranh thủ đi thị trường buổi sáng để kiếm mình hợp đồng, xong rồi chiều khoảng 3-4 giờ tụi em đi thị trường, xong rồi khoảng 5-6 giờ chiều rồi tụi em tập trung nhau tụi em chạy.